năm 1884, Đức ông Paul Joseph Bill Gates sinh năm 1843, mất năm 1918, thành lập hội phạt tạ tại Saint-Pierre-Miquelon, miền Trung nước Pháp. Hội phạt tạ có mục đích đền tội và cầu nguyện cho các linh hồn bị bỏ rơi, các linh hồn mồ côi, được mau giải thoát ra khỏi lửa luyện ngục. Một thời gian sau ngày thành lập, hội phạt tạ được Đức Giáo Hoàng Leo XIII sinh năm 1878, mất năm 1903 nâng lên hàng tổng hội. Rất nhanh sau đó, hội phạt tạ được truyền bá khắp thế giới. Không một quốc gia nào lại không biết đến hội, và mỗi quốc gia đều có hàng ngàn thành viên. Báo chí, tác phẩm của hội viết bằng tiếng Pháp, được chuyển dịch sang nhiều ngôn ngữ khác nhau. Hội có các thành viên nhiệt thành ở khắp các nước Âu Châu, Phi Châu, Úc Châu, trong toàn châu Mỹ và ngay cả miền cận đông nữa. Hội phạt tạ có trụ sở tại đền Thánh Đức Mẹ Montlison. Đền Thánh được cung hiến ngày 28 tháng 8 năm 1928 với tước hiệu Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện hình. Bức tượng được tôn kính trong đền Thánh có hình Đức Mẹ Maria bồng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu đang cúi xuống đội triều thiên cho linh hồn của một tín hữu vừa được giải thoát khỏi luyện ngục đang quỳ dưới chân Đức Mẹ Maria. Về phía bên phải, tín hữu này đôi tay chắp trước ngực và ngước mắt nhìn Đức Mẹ Maria. Dưới chân Đức Mẹ Maria về phía bên trái là hình linh hồn của một tín hữu còn bị giam cầm, đang ngồi, hai tay xếp lại trên đầu gối và bị mang còng. Tín hữu này ngước mặt van lơn nhìn Đức Mẹ Maria. Bức tượng Đức Mẹ Maria và Đức Chúa Giêsu này được đội triều thiên ngày 19 tháng 9 năm 1935, thể theo ý muốn của Đức Thánh Cha Pio XI. Hai năm sau, ngày 12 tháng 7 năm 1937, Đức Hồng Y Eugenio Pacelli, quốc vụ khanh tòa thánh sau này lên ngôi giáo hoàng với tên Pio XII đến Montlison, quỳ gối cầu nguyện tại đền Thánh Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện tội. Khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Pio XII chấp nhận tước hiệu người bảo trợ hội phạt tạ. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 ghi tên gia nhập hội phạt tạ từ năm 1929. Còn Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 thì ban phép lành tòa thánh cho hội phạt tạ và cho tất cả những thành viên của hội. Ngày 20 tháng 5 năm 1908, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 ban 100 ngày ân xá cho mỗi thành viên hội phạt tạ mỗi khi đọc lời nguyện sau đây, để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục dâng lên Đức Mẹ Montlison, Đức Mẹ giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện hình. Kính lạy Đức Trinh Nữ Maria Vinh Hiền, xin mẹ hãy thương xót đoái nhìn đến những linh hồn thánh thiện còn đang bị cầm giữ một thời gian thanh luyện, cách xa Chúa và xa mẹ, người mẹ rất từ bi nhân hậu của các ngài. Xin mẹ hãy bẻ gãy xích xiềng và mau giải thoát các ngài khỏi vực thẳm, nơi các ngài đang than khóc, hướng vọng về thiên quốc và mong mau đến ngày được hạnh phúc kết hiệp vĩnh viễn cùng Chúa. Đấng mà lòng các ngài hằng ước ao khao khát, xin mẹ để ý cách riêng đến những linh hồn bị bỏ rơi nhất. Chúng con đặc biệt khẩn cầu cùng mẹ đoái thương đến các ngài. Ôi lạy mẹ nhân ái, xin mẹ hãy chấp nhận lời chúng con nài van. Chúng con dâng lời tha thiết kêu van mẹ, lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy quy tụ tất cả chúng con về trời, bên cạnh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người con đáng kính đáng tôn của mẹ. Là đấng hằng sống, hằng trị, cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần, đến muôn thửa muôn đời chẳng cùng. Amen. Lạy Đức Mẹ Maria Montlison, xin cầu cho các linh hồn bị bỏ rơi nơi luyện ngục. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều giữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo dày nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỉ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.